chào cả nhà nha. Đây là một dĩa rau để mình ăn phở. Thành phần đó là có bắp cải trắng em bào ra cả nhà. Còn đây hành và ớt. Còn đây vài cọng rau ngò ôm và quế nha cả nhà. Đó. Còn đây là một cái tô phở nè cả nhà. Đó. Còn đây là chén nước tương. Mình bỏ vô miếng ớt hết cả nhà. Còn đây là cái nồi nước để mình ăn cái tô phở này cả nhà. Đây, thành phần là mình ăn với tô phở là có gà, cái đùi gà cả nhà, cái mình chặt ra ha, gà tàu hũ. Đấy. Cái tô phở đơn giản mà ngon hết cả nhà. Đó. Giờ mình đợi cho nó sôi tí xíu nữa đi, rồi nó cái gia vị nó thấm vô trong mấy cái miếng thịt này cho nó ngon, nó mềm mại cả nhà, rồi mình hãy chan lên hết cả nhà, mềm đó cả nhà. Giờ bắt đầu mình trụng, em trụng phở nha, tô phở quá trời to, trụng cho nó nóng, tắt nước ra. Rất là đơn giản luôn. Đơn giản mà nó ngon. Quá trời nhiều đồ ăn. Rồi, giờ mình bỏ một miếng hành vô. Thường hồi mình ăn rồi mình đặt dao hết cả nhà. Rồi tô phở của em đã làm xong rồi nè cả nhà. Đó cả nhà thấy đơn giản mà ngon nha. Dĩa rau là thấy hấp dẫn rồi đó. Đó. Còn đây là chén nước chấm. Rồi giờ em đã làm xong rồi, giờ em mời cả nhà ăn tô phở gà với em nha. Đó, đơn giản mà nó ngon cả nhà ơi. Giờ mời cái nhà cùng em ăn một tô phở gà. Đơn giản mà ngon hết cả nhà. Giờ mời cả nhà nha. Và chúc cả nhà một ngày thật vui vẻ, ăn cơm ngon miệng bên gia đình nha. Giờ em chan một miếng nước tương ớt lên nữa cả nhà. Rồi em sẽ gắp một miếng rau. Cải. Em sẽ bỏ thêm một miếng hành và ớt nữa. Hấp dẫn lắm đó cả nhà. Còn đây là quế với rau ngò om, em bỏ lên thêm. Có nhầm bữa cái em ăn rau nhiều, có nhầm bữa cái em ăn rau ít hết cả nhà. Hấp một miếng nước này. Ngon quá. Hấp dẫn rồi. Cái này cái đầu gà, cái đùi nữa đó nha. Chấm với cái tương nó em thay đổi món nữa cho cả nhà xem có nhật ăn tí
không là cái uống sữa à, tí hại cả nhà. Ngon. Nấu đơn giản bánh năng. Mình ăn đơn giản lắm, và nấu đơn giản nhưng mà nó ngon cả nhà. Tại vì mình ở quê, mình có gì mình nấu nấy. Còn nếu mình ăn đầy đủ á, là mình lại quán á, chỗ người ta bán phở á thì nó đầy đủ hết cả nhà. Còn mình nấu vậy làm ở quê vậy là ngon rồi đó cả nhà. Em gái á nấu cái món này á, cái nhà biết không, nấu xong rồi em lên á chừa phần cho em á, em đang ngậm quay cho cả nhà xem á cái nhà. Bữa nào mà em lên sớm á thì có em á thì em quay em gái làm, còn nếu mình không lên sớm á thì em gái chừa phần cho em để em quay cho cả nhà xem những cái tô phở của em gái nấu đơn giản mà ngon cả nhà. Mong cả nhà ủng hộ kênh của Dung Dở và Bác nha. Em cảm ơn nhiều lắm luôn á. Em có cái gì ngon là em quay cho cả nhà xem. Nhưng mà cái kênh của em á là em quay những cái món ít tiền làm là nhiều hết cả nhà. Ít có quay những cái món nhiều tiền lắm. Ngon quá. Em đặt miếng dao cái này. Này ăn bỏ gà nữa có gà nhiều không? Ngon. Cái giò gà này á, cái nhà mua á, cái nhà nấu á, cả mới ngon á cả nhà. Mình mua cái đùi á, về người ta có bán đẻ, cái nhà cỡ cặn nguyên con, cái mình về mình chặt ra mấy đứa cháu chặt thịt. Thì mình thái ăn cái này thì em đáng chịu cho mình lại nha cả nhà. Cái gì em chạy mệt vậy? Con nuôi cháu mà. Cái này bếp dưới bận rồ rộng quá. Con gái chế mẹ đâu? Mẹ đi đổ nước. Trời con cá này. Con cá này. Cá này con mẹ nè. Cá này con mẹ. Có thể đổ nữa không? Dạ. Chút ăn nữa. Ngon lắm cả nhà. Với tí bánh canh cháo. Nói hết bệnh như vẫn còn ho. Cố ngày luôn.
đây đây này, chấm này. Này rồi chưa? Này một tí. Tí mình cháu gói cho cả nhà. Rồi, chừng nóng nha. Dạ. Không ăn phở. Cả nhà coi đó. Tí mình ăn phở. Cũng hạnh nhất nha cả nhà. Muốn ăn gì mình phải chịu thôi. Nước của con đâu vậy? Nước của con đây. Đây. Đem qua đó không chịu đâu cả nhà, mình sợ để ở đây đó thôi, nó chè cái thứ đó không chịu, chịu để dưới đây nha con. Ha. Đúng rồi đó. Rồi. Buổi nha anh nha. Nè. Đá đi cho nó mau. Đá không được. Cả nhà thấy cái tí đáng yêu không? Mình đang quay vậy đó mà thấy không có lên hình được cái nồi, kêu mẹ mua cái cháo. Cá. Về nấu ăn. Thổi thổi nha con. Nóng nha con, nóng nha. Vậy ăn chưa? Ngon chưa? Con không mời em bà cô chú ăn. Mời em mời chú ăn cháo con. Ở này nói hay nghe được rồi đó cả nhà. Đi học 2 năm mới nói chuyện nghe được. Có tí đấy cho hai miếng giấy à? Miếng giấy ngoại con. Miếng giấy ngoại. Đừng cho nó tiếp xúc với bạn bè gì với nó, hát ăn á. Đúng rồi. Nó bớt đớt lại. Còn ở nhà đớt. Ở nhà mẹ lo làm xong rồi. Có chí bị đớt có nhà. Có nhà thôi, có nhà mà thấy mình quay là cũng quay về cái nhà ăn cái món nó không được cũng đòi ăn món khác để quay á. Con hỏi cái trong ăn. Coi coi cái bài của mình làm YouTube không con? Ừ, đúng rồi. Dạ. Dạ. Ê, cục đá trang vậy. Nhỏ này. Cũng vui lắm cả nhà. Mình làm gì nè? Mấy người trong nhà với mấy người mà bà con rồi đó, cái người ta kiểu như ảnh dẫn cái người ta mở cái tivi lên là người ta có xem cái bài của em và em gái và cái tí coi cái bữa nay ăn cái gì. Như cái bài mà cái ốc với chuối chát á, chấm con mẹ cả nhà. Em trai á coi xong rồi cái ở dưới nhà mới điện lên hỏi chị ơi còn ốc không, rồi chấm với con mẹ thấy ngon quá trời à. Vậy đó cả nhà, làm cái này á vui lắm. Hết rồi con ăn đi. Chút con nhắn rồi con hồi hồi con hết đi về đi chơi với cả nhà. Rồi ăn đi con, ăn hết đi cháu cá rồi ăn cá cháu. Đúng rồi, con mời ông bà cô chú ăn bánh. Bây giờ á hai mở ra trước nha, hai mở ra hai ăn trước nha. Cái này bánh cháu. Cái này bánh của bé tí ăn ăn cháo hết rồi, bé tí mới ăn bánh đó cả nhà. Nhưng mà giờ lúc em chờ đợi em mở ra em ăn trước nha cả nhà. Cái bánh này cho nó ngon ha. Bánh này á, em nói thật luôn. Em rất là dài quá. Em ít ăn 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 dặt lắm. Bây giờ cái em lên YouTube cái em đi ra chợ rồi quay cho cả nhà xem món này món kia cho đó là em. Thầy gãy đây nè. Ăn. Con ăn đi. Ăn xong đi rồi ăn rồi ăn bánh. Ăn bánh. Thì cái bánh hay bịch bự như chơi ở trong nhỏ xíu à. Chưa bằng bánh bắp. Mời cái nhà ăn bánh.
ngon ha. Bởi vì mấy đứa nhỏ nhiều khi á mua những cái bánh này ăn ngon nè. Ở nhà thấy kêu bằng bánh bắp bánh bánh tiết. Dạ dạ ừ. Cái chế này kìa, cứ cả nhà xem bánh đang ấm bắp còn miếng nữa chừng hết. Ở quê là vậy đó cả nhà, mấy đứa nhỏ mình có đồ đồng á, mình làm cho cháu nó ăn cũng tốt hơn cả nhà. Ba cái cá đồng á, cá lóc có đồ á, ai với tí đỡ ăn, với tí đặng chính dịch cậu là nhiều, mà ở nhà thì cản thì không được, cản thì cháu không ăn cơm ở nhà, cháu mới thích ăn những cái món gì ngọt rồi. Còn gỡ rồi càng cháu nữa. Ở nhà hả? Ăn gì đó mà ăn hết trơn. Hết trơn cho cháu. Con lưng cho ông bà cô chú coi. Hết luôn. Hết luôn cả nhà. Ăn tới ở luôn. Rồi. Con mời bánh chưa? Mẹ ơi, chú ăn trắng con. Con giờ là cho bánh á. Con mời ông bà. Mẹ con chú. Mời chú ăn trắng con. Hay nấu quá. Tí ngon chưa? Rồi. Ăn đi, con ăn cái bánh thôi. Hãy con cầm lên rồi bỏ xuống. Giờ mình uống nước nha. Mình mời bà cô chú uống nước rồi cho mình vô cái nè. Em mời cái nhà uống nước. Thì con mời đi con. Rồi em mời chú uống nước. 1, 2, 3. Chúc mừng. Cái tí em hết chén cháo. Không hái mặt con uống lại. Không hái mặt. Ngon quá trời cái nhà. Sao những cái món mà đơn giản rồi á, mình được ăn những cái món như là tô phở á, mình nấu cũng đơn giản cái nhà. Tại vì nếu mình nấu đúng á là mình phải nấu phở gà, nhưng mà mình phải có ức gà đồ cái này các kiểu, nhưng mà mình chỉ là mua cái đùi gà mình nấu thôi nha cái nhà. Nếu mà cái nhà thấy kênh của Nhung Dở Vlog á mộc mạc và đáng yêu á, cái nhà nhớ đăng ký kênh và like cho Nhung Dở Vlog một like nha cái nhà. Cái nhà nhớ xem video tiếp theo kia cái nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye bye cả nhà.